có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng hoa trên đất, nhưng lại để cho đời những đóa hoa thơm. Năm tháng đằng đẵng trôi đi, người lái đò vẫn mãi lặng thầm lái những con đò tri thức nối nhau cập bến, bỏ quên nỗi nhọc nhằn mà mỉm cười nhìn đàn con thơ tung cánh về tương lai. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người. Họ cứ như cây thông trồng trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng, tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời. Đã bao lần thầy cô phải thức đêm, cặm cụi soạn từng trang giáo án, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Đã bao lần thầy cô vượt đường xa xa xôi, không quản ngại nắng mưa gió bão để đến trường kịp giờ lên lớp. Thầy cô chính là nguồn cảm hứng, là người dẫn đường, mở lối cho chúng ta dũng cảm vươn đến những ước mơ và khao khát to lớn của chính mình. Có những người thầy vì tương lai của đàn con thơ dại đã không quản ngại bao gian nan nguy khó, mang con chữ đến tận những em bé vùng cao. Có những người cô vì một thế hệ tri thức đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho lớp măng non đang hé mầm tươi sáng. Người lái đò ấy hàng ngày phải đương đầu với những cơn sóng gió nhưng chưa một lần chùn tay, chưa một lần dừng lại, bởi chúng con đôi lần ngang bướng, bồng bột hay vấp ngã trong cuộc sống, thầy cô lại dang rộng vòng tay yêu thương, ôm ấp chúng con vào lòng, vực dậy từng người bước ra khỏi lầm lỗi. Chúng con nhớ lắm những đêm khuya sương giá rét, thầy thức trắng bên trang giáo án soạn bài. Chúng con càng không thể nào quên những buổi trưa hè nắng gắt, cô cặm cụi chấm từng bài kiểm tra, mặc cho những giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy trắng. Mỗi ngày đi qua, trên gương mặt của mỗi thầy cô hằn sâu bao nhọc nhằn, bao vất vả của đời thường, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu đối với nghề vô bờ bến. Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bồng, mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim. Ánh nắng mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác. Nhưng việc dạy người làm sao rẽ được, gắn bó đời bằng một lối đi chung. Cao cả thay tấm lòng nhà giáo, lặn lội chờ người qua bão táp phong ba cập bờ hạnh phúc. Đến nơi rồi một nụ cười đọng mãi, lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, xin được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt thêm nhiều thế hệ học trò vững bước đến tương lai, trở thành những chủ nhân tương lai tài đức của đất nước. Trên bục giảng thầy cô là thuyền trưởng, lái con tàu lớp học thân yêu, thủy thủ chúng em cũng sớm sớm chiều chiều cần mẫn tiến vào đại dương khoa học.